đây là bắp nè. Khu này nổi tiếng là bán bắp nè. Bắp với lại rau bắp nè, rau bắp mình nấu nước uống cũng được nữa nè. Nên rau bắp người ta sẽ bán riêng. Này cô ơi, nuôi rất là nhiều chó nè. Nay nuôi mấy con rồi con? Ba con hả? Đây cô bán xôi nữa nè. Xôi gà. Nhiêu ký vậy chú? Này bán làm sao? 50 ngàn ký. Anh trái là mấy ký? Lấy anh trái đi chú. Thôi anh trái thôi. Trái đó đi, lấy cho nó. Này chín chưa? Chín rồi. Sao anh biết nó chín ta? Chín rồi. Em đang đến nhà một số hình ảnh ở Sài Gòn về đêm gửi cô chú anh chị và các bạn xem. Chơi cho vui nha. Sau khi ăn xong rồi chúng ta đi một vòng đi về nhà nha. Trên đường về thì mình về đường Nguyễn Thái Học rồi đi qua Trần Hưng Đạo, đi ngang rạp Nguyễn Văn Hảo. Sẵn đây thì mình vừa đi vừa ngắm nghía đường phố, xem bà con buôn bán như thế nào ha. Đây là bắp nè. Tuy là ban đêm nhưng mà cũng có rất là nhiều người buôn bán rồi mưu sinh ở khu vực chợ Cầu Muối năm xưa này. Chúng ta nhìn bên đường thì có đường Hồ Văn Ngà nè. Hồ Văn Ngà đi đến Nguyễn Văn Sâm là đường Lê Thị Hồng Gấm ngày nay. Ở khu này nổi tiếng là bán bắp nè. Bắp với lại rau bắp nè, rau bắp mình nấu nước uống cũng được nữa nè. Nên rau bắp người ta sẽ bán riêng. Nhưng mà cô ơi, nuôi rất là nhiều chó nè. Nay nuôi mấy con rồi con? Ba con hả? Bữa trụi lông rồi nay nó ra dài lại. Chị này rất là thích chó, giống chị Bảy. Mà nhưng mà ở đây đường dơ quá, mà nuôi con chó đó thì thấy nó cũng hơi dơ. Trời mưa là nó lê lết, nhìn thấy thương. Giờ cổng cái là nhảy lên hơn. Đây có anh ráp giao thức ăn nhanh đó. Ở đây là KFC vậy đó, Texas Chicken, gà rán từ Texas. Không biết ở Texas thì có cái thương hiệu này không ha. Ở Sài Gòn giờ rất là nhiều thương hiệu ở Mỹ, không riêng về Mỹ mà cũng có rất là nhiều cái nước khác nữa. Đây là cái giao lộ Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thái Học, giao với Nguyễn Thị Nghĩa. Ở bên kia ngày xưa là trường nữ sinh, bây giờ là Tenderman, trường cấp 3 Tenderman. Bên đây thì trường Nguyễn Thái Học. Ở trên kia anh chị thấy đèn chiếu Sky Bar trên đây nè. Tuy là về đêm nhưng mà đường xá cũng rất là đông. Chỗ này lúc nào cũng đông hết trơn.
đây có anh bán bắp, anh bán bắp luộc đi bán khắp Sài Gòn. Anh chỉ bán về đêm thôi. Ở đây thì có cái Lotte nữa. Lotteria, nó lẩu Lotte thành siêu thị Lotte. Theo thẳng hướng Trần Hưng Đạo này chúng ta sẽ đi về quận 5. Bữa em đăng ký cái tour đi Hàn Quốc ở công ty này nè, du lịch Việt. Nha Trang 5.599.000. Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan 33.990.000. Gì đâu, không có gì, có gì. Bạn đồng đang nghiên cứu, nghiên cứu gì đồng? Nghiên cứu gì đâu mà nghiên cứu gì đâu hả? Gì? Nghiên cứu đi Singapore. Trời ơi, cái gì? Mày mỗi lần hay đi đâu nói đi Singapore. Bây giờ bạn đồng hay nhắc đến đất nước Singapore đó. Bên kia chúng thấy đó là rạp Nguyễn Văn Hảo nè. Ngày nay là rạp công nhân. Ngày xưa theo đọc số tài liệu thì những ngày duyệt binh đó là tổng thống ngồi đó nè, nhìn ra đường đây nè, ngồi dưới nè, ngồi tầng trên. Thì hồi đó cái theo hình ảnh hồi xưa thấy ở dưới giống như cái khán đài vậy đó. Ngồi hồi xưa cũng đẹp chứ bộ. Đây cái gì của lính đó. Có rạp chiếu phim cho nó nữa. Chiếu phá hả? Ừ. Cái coi hình Sài Gòn ngày xưa như phá như nước ngoài đó. Hồi xưa anh Đạt có hay lên đây coi phim nè. Hồi đó nói Sài Gòn là Hòn Ngọc Biển Đông. Ngay đây là có cái hẻm 135 thông ra đường Cô Bắc luôn. Này đóng cửa đó. Hẻm đó bây giờ đóng cửa, đóng ở cái cổng Cô Bắc rồi. Đây cô bán xôi nữa nè. Xôi gà. Nó là cô bán cơm mà. Bán cơm đi bán xôi hả? Gà sữa lưng. Xôi cũng nói chỉ là xôi màu tím thôi. Xôi là phải xôi màu tím mới được đó. Tại bạn đồng nhỏ hay ăn xôi ngoài chợ cũ. Cô bán xôi ngọt đó. Xôi tím, xôi đậu đen. Rồi, xôi đậu xanh. Đây bây giờ thành cái Gai Tây Sình. Shop thời trang ha. Nhánh của Food Comac Sài Gòn. Ngày đây có quán xích lô rất là đông nè. Quán nhậu xích lô vừa mở ra cái là đông nghẹt. Đưa đây bán kem phải không?
À, vô à. Vô kem. À, đây có hủ tiếu Tùng Hưng nè. Để bữa nào thử. Chưa nghỉ hả con? Chưa nghỉ hả? À. À, rồi đây bán xôi nữa, bán bánh mì. À, rồi có mấy cái chú sửa xe ở ngay góc ngã tư này, góc ngã tư Đề Thám và chợ Hưng Đạo. Hả? Quét line là gì? À, red line. À, rồi chúng ta quay về đường Đề Thám nha. Ngay đây thì có cái nhà thờ Tinh Lành. Rồi bên đây thì có quán cà phê nè, cũng rất là sang trọng, sạch sẽ, thoáng mát. Ngày xưa ở đây là hủ tiếu Tùng Hưng ở chỗ này, nhưng mà sau đó chắc người ta lấy lại mặt bằng á, nên hủ tiếu Tùng Hưng dời qua cái kế bên cách đó vài căn, rồi cái chỗ cũ này bây giờ thành cái quán cà phê. À, đi xích vô qua đường hả? Hôm nay có xe bánh mì ở đây nữa hả? À, chân gà nướng hả? Chân bánh mì. À, Sài Gòn lúc nào cũng có đồ ăn hết á, cứ giờ nào cũng có. Đêm thì có món ăn của đêm, rồi ngày thì có món ăn của ngày. Có những quán mà ban ngày không có mà ban đêm lại có. Có những quán mà ban đêm không có thì ban ngày sẽ có. Đó, nên hai cung giờ thì sẽ có hai hình ảnh nó khác nhau á, phát lên mình hai chiếc áo khác. À, như Sài Gòn muôn màu muôn sắc. Ở đây quán cà phê hả? Lúc này ngày xưa bán quán nhậu rất là nhiều nha, nhưng mà bây giờ thì bớt rồi. À, đi ngang qua nhà của anh hẻm anh Lý Loan, nhưng mà ta sẵn đây thì ta nhìn lại nha. Đây có xe mít tố nữ nè. Mít tố nữ không? Mít tố nữ thơm quá. Mít tố nữ là sao quên không? Phải mít ướt á là nó lắm không? À, à tuốt ra cái muối dính thêm. À, nói người họ bán về đêm là bây giờ, nếu mà bán bây giờ là phải tới tầm khuya 1-2 giờ không mới về tới nhà. Mít đó chín rồi nó có mùi, bốc mùi lên thơm. Nhà cho thuê nguyên căn. Nguyên căn này chắc cũng cỡ theo thị trường là cỡ 40 triệu á. 30 tới 40 triệu căn này. 40 triệu một tháng. À, kế bên thì có cái massage. Massage rất là lâu rồi đó. Ở đây là hẻm 160. Có lấu hả? À, trong hẻm này có quán khóa lấu nè. Mà hơi vắng quá. À, đây có chị bán bánh bánh lăng. À, bánh lăng cũng rất là ngon, ban đầu hay ăn cô này lắm nè.
ban đầu mới thích ăn của chị này thôi. Mua mất không? Mua mất không? Mà thử con trái này. Nhiêu ký vậy chú? Này bán làm sao? 50.000 ký. Ờ, anh trái là mấy ký? Ờ, lấy con trái đi chú. Thôi con trái thôi. Ờ, trái đó đi. Lấy cho này, này chín chưa? Này chín chưa? Chín rồi. Sao mình biết nó chín ta? Chín này bột là chín. À, bột bột là chín. Ủa cái này khui sao? Cái này về cắt này. Bổ này bổ ra kéo cái vỏ ra phát ra muối nó dính rồi. À, banh ra luôn. Banh ra muối nó dính rồi. Cùi. À. Cái ngon lắm. Mấy trái? À, một trái rồi. Nãy nói nhiêu ký? 50.000. 3 ký. Thôi, cái bít này 150.000. Ờ, trái ngon lên cái gốc. Dữ vậy hả? Nó tuyệt ra rồi. Mà thấy nó nhỏ nhỏ vậy mà nặng dữ vậy hả? Nó đặc mật rồi. Nó ôi. Mít có giá dữ ha. Ở mít này ở đâu chú? Mít này ở đâu đem lên? Đồng Nai lên. Đồng Nai hả? Đấy. Năng kích luôn. Ủa rồi chú bán mấy giờ chú về? Chú bán nó bán hả? Hả? Bán bớt đi hả? À, ủa là bán đêm luôn á hả? Bán đêm, cái này chỉ bán đêm hả? À, ủa sao phải cái này bán đêm? Thì cái này hàng chiều, hàng tối. À, hàng chiều mới lên là giờ đi bán. À, chú chạy đâu lan vòng quận tư à. Rồi chúc chú mua bán đắt nha. Con trái mít 3 ký. Em bé. Hello hả? Dễ thương nha. Nó xíu con rồi là nó nhìn kìa. Nó nhìn kìa, nó quay lại nó nhìn kìa. Khoai tây. Khoai tây à? Khoai tây đâu có khoai tây đâu. Đâu phải khoai tây. À, giống khoai tây thôi. Ở trong dòng họ cũng có cô cháu, bé cháu cũng lai người Úc nên tên là khoai tây, nên bạn đầu nhỏ gặp tưởng đâu là khoai tây. Rồi được rồi, đúng rồi, khoai tây. Hỏi tiếng Anh nói sao, tiếng Anh nói sao? Rồi chúng ta đến nhà rồi. À, bà đế thồ hả? Rồi chúng ta đến nhà rồi. Một số hình ảnh ở Sài Gòn về đêm gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha. À, cảnh sinh hoạt cũng như là mua được trái mít. À, quan trọng là mua được trái mít 150.000. Rồi xin chào ba, hẹn gặp lại. Ồ, đây có xe bồn nè, xe này xe thổi bê tông. À, xe bơm bê tông luôn hả, biết luôn hả, trời ơi hay quá.